lên máy mang pin nhà mình nhé. Đang nằm trườn ở trên sân. Vào sáng sớm thì ôn này có ánh nắng phải nói là tuyệt vời. Ánh nắng không quá gắt mà lại gọi là ánh nắng rất là dịu mát, có thể phơi, giúp mèo phơi nắng, tắm nắng. Các bé rất là thích thú. Các bạn xem video trên kênh Kỹ Thuật Mèo VN thấy thú vị thì hãy nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ channel của mình nhé. Hoặc có thể để lại bình luận phía dưới video này cho mình. Bé mèo có những cái hành động cực kỳ đáng yêu. Những bé mèo con là những bé mèo giúp chúng ta có được sự giải trí cực kỳ là thú vị luôn. Các bạn xem video thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh, ủng hộ channel của mình nhé.